Xin kính chào quý vị khán giả, tôi là luật sư Vũ Đăng Khoa và quý vị đang xem chương trình luật pháp và đời sống. Và hiện tại trong văn phòng thu âm của chúng tôi có luật sư Kevin Huy Phạm, và xin anh Huy gửi lời chào quý vị khán giả. Dạ vâng, chào luật sư Vũ Đăng Khoa và chào quý vị khán thính giả, tôi là luật sư Kevin Phạm Quang Huy. Dạ vâng, để giống như thường xuyên thì cái chương trình chúng tôi là trả lời những tất cả những câu hỏi liên quan tới luật pháp, và riêng vào câu hỏi về vấn đề di trú thì chúng tôi nhìn cái câu hỏi đó trong ngày thứ hai với lại luật sư Tuấn, thì anh sẽ trả lời những cái câu hỏi liên quan tới di trú. Còn tất cả những câu hỏi nào về vấn đề luật pháp thì anh em chúng tôi sẽ cố gắng để trả lời, giúp quý vị trả lời được những cái thắc mắc và những cái câu hỏi. Đương nhiên về cái chi tiết thì cũng xin lỗi quý vị là nhiều khi vì thời gian ngắn ngủi không có thể trả lời những cái chi tiết được. Thêm vào đó một số những khía cạnh rất là đặc biệt mà chúng tôi rất là ngại ngùng khi mà trả lời trên chương trình, là tại vì nó liên quan tới vấn đề nó gọi là về vấn đề riêng tư của mỗi một người, cho nên về vấn đề cái nếu có hoàn cảnh nếu mà chúng tôi khuyên là quý vị nên gặp một luật sư riêng thì cái đó là không được. Xin quý vị cũng nhìn nhận là cái trường hợp mà rất là đặc biệt là anh em chúng tôi cũng hơi khó trả lời trên chương trình. Nhưng mà ngoài ra nếu chúng tôi đã trả lời được những cái câu hỏi của quý vị thì mong rằng những cái câu hỏi mà chúng tôi trả lời cho quý vị nó giúp ích và hữu ích cho quý vị được hiểu biết một cái khía cạnh về trong luật, trong đời sống. Đương nhiên nó không có rõ tất cả những cái chi tiết, nhưng mà cũng ít nhất mình hiểu được một khía cạnh về luật thì cũng là nó tốt thôi. Để bắt đầu chương trình thì tôi muốn giải thích cho quý vị một cái sự mà nó tiến triển ở một cái tiểu bang rất là đặc biệt, mà nó liên quan tới vấn đề cái quyền gọi là kiểm tra với cứu xét, về vấn đề nó gọi là cái người cảnh sát đó, họ có quyền họ hỏi những cái câu hỏi khi mà họ ngừng xe lại không. Cái vụ nó liên quan tới một cái anh chàng đó, anh đang lái xe thì khi anh bị ngừng lại, cái lý do mà anh bị ngừng lại tại anh không có chấp cái xi nhan để anh qua xăng lên. Cái trường hợp này là một cái lý do rất là thường xuyên nó xảy ra trong cái vấn đề ngành nghề cảnh sát, là những anh cảnh sát là thường thường anh canh chừng mấy cái này thì quý vị xăng lên hay là gì không có xi nhan, thì đây là cũng là một cái lý do để ngừng lại để hỏi về vấn đề một số những khía cạnh khác coi xem là nó có cái gì phạm pháp không. Thì trong những cái câu hỏi này, cái anh cảnh sát này anh hỏi thêm, anh hỏi là ở trong đó có ma túy hay xe rượu gì không, và anh có thể kiểm tra hoặc là khám xét cái xe không. Thì thông thường thì cái quyền lợi của một người cảnh sát khi mà mình cho họ cái quyền kiểm soát cái xe của mình đó, là mình cho họ cái cơ hội để họ kiếm tăng chứng ở đó. Cho nên quý vị nên cẩn thận là khi mà mình gọi là mình consent, là mình cho cái quyền hành đó, thì mình mở rộng những cái sự mà nó có thể nó xảy ra. Nhiều khi không phải lỗi của mình, nhiều khi cái anh bạn của mình hôm qua anh đi anh xe rượu, anh quăng cái chai ở phía đằng sau, anh không có nói cho mình biết. Hoặc là nhiều khi một cái người nào đó đưa người thân nhân của mình mượn xe của mình cho người bạn lái xe, giờ họ để một ít ma túy hay cần sa phía sau mình không lưu ý thấy. Cho nên về cái hoàn cảnh mà gọi là vấn đề nó gọi là những cái trường hợp bất hợp pháp, nhiều khi vô ý hay vô tư mình không có để ý tới, nhưng mà tại vì mình cho quyền người cảnh sát họ kiểm tra cái xe, cho nên đâm ra cái quyền hành đó tự nhiên mình mở cái cơ hội để cho cái bên phía mà coi như là về tư pháp họ có quyền họ mở cái vụ này ra với cái khía cạnh khác ngoài cái sự mà lý do ngừng lại. Nào, lý do tôi nêu cái vụ này là cái vụ nó hơi đặc biệt tí, là cái anh chàng đã bị ngừng bởi vì cái vấn đề nó gọi là anh không có xi nhan qua khi mà anh xăng lên. Thì cái tòa án tối cao tức viện ở cái tiểu bang này đó, nó mới phải giải đáp cái vấn đề cái người cảnh sát có quyền hỏi thêm những cái gì ngoài cái sự lý do mà ngừng lại không. Tại vì cái người cảnh sát này họ ngừng lại là bởi vấn đề xi nhan xe, chứ không phải là họ ngừng lại bởi vấn đề họ nghi ngờ trong nó có thuốc hay là nó có vấn đề ma túy hay là bất hợp pháp gì hết. Thì cái tòa án tối cấp viện, đặc biệt cái tiểu bang này, thì đây nó chỉ là một trong những cái vụ thôi, tôi không biết là mai mốt này nó sinh như thế nào. Nhưng mà cái tòa án này thì nó nói là không có được như vậy, là tại vì ngừng là ngừng về vấn đề xe cộ lưu thông, chứ không phải ngừng để vấn đề nó gọi là để kiếm xét rồi kiếm ma túy ở trong những cái xe này. Có nghĩa là không có được mượn cớ để có như là mở rộng cái quyền để kiểm tra. Anh Huy à, về vấn đề nó gọi là search and seizure với Fifth Amendment, rồi trong cái quyền tối cao nhất ở cái gọi là cái quốc gia này. Cho nên lý do tại sao mình được bảo vệ trong vấn đề cái gia cư, cái chỗ mà mình ở giống như cái xe của mình đang lái, nó bảo vệ rất là nhiều trên cái quyền hành đó, mình cố làm sao mình giữ lại để bảo vệ, phòng anh Huy. Dạ vâng, đúng vậy, quý vị biết đó là ở Hoa Kỳ cái quyền lợi tối đa của một người, mà ở đây thì cái quyền lợi đó là quyền lợi tự do, và tự do là tự do không có một người khác, nhất là chính phủ, xâm vô nhà quý vị và đòi hỏi cái này đòi hỏi kia hay đòi vô hay là kiểm tra của mình, bởi vì cái đó là cái privacy của mình. So mỗi người ở đây tối đa mình có cái quyền lợi như vậy, cái freedom of privacy. Cho nên những cái luật lệ đưa ra như vậy đó là
không phải là bởi vì cảnh sát thấy mình xin nhang qua hay là không xin nhang qua, họ ngưng mình, họ cho mình cái ticket bởi vì mình sang lane không có an toàn. Nhưng mà tiếp theo họ có thể làm được cái gì thêm hay không, thì cái luật lệ của US Constitution đã đưa ra đó là cái quyền lợi của họ rất là giới hạn. Họ không có thể, không có bằng chứng gì, không có cái probable cause gì thì họ không có thể là lục cái trunk của quý vị. Cho nên dựa vào cái quyền lợi tối đa như vậy, tối thiểu như vậy đấy, quý vị nên biết đó là mình có thể từ chối. Nếu mà cảnh sát tới nhà họ gõ cửa, họ nói là tôi muốn vô, quý vị nên nói là có cái search warrant hay không, có cái giác tỏa cho vô hay không, hay giác hay không. Nếu họ không có, mình không có bắt buộc phải cho họ vô. Nhiều người đó, luật sư Khoa, cứ nghĩ đó là mình phải giải thích hay là mình phải nói hay mình phải mời vô. Cái đó không hẳn như vậy. Và có những người đồng bào ở ngoài đó cứ hiểu lầm đó là bởi vì cảnh sát stop mình cho cái ticket, họ có quyền search cái hay là lục cái trunk của mình. Cái đó đâu phải. Dạ vâng. Cho nên cái vấn đề cái quyền hành mà để giới hạn cái phạm vi của một người cảnh sát hay là người trong chính quyền họ để kiểm tra, hoặc là họ tới hộ vô nhà họ coi trong nhà mình có quyền giới hạn để ngừng lại. Tại vì đây giống như anh em chúng tôi nói là nhiều khi mình cứ hiểu lầm đối với cái xã hội của Á Đông của mình. Nhiều khi mình nói mình đâu có làm, đâu có cái gì đâu mà tội, mình sợ gì để cho họ khám hoặc là kiểm tra. Nhiều khi nó không có phải như vậy. Lý do làm sao mình phải có một cái sự mà giới hạn để làm sao để cái quyền hành của một cái chính quyền nó không có quá coi như là lạm dụng trong cái quyền hành của một cái người cảnh sát hay một cái người tư pháp, họ có quyền họ vô, họ kiểm tra. Đây là cái xã hội nó rất là vấn đề, nó bảo vệ cái nhân quyền. Cho nên trong cái khía cạnh đó, chúng ta phải giữ lại cái quyền gọi là có nghĩa là giới hạn. Đừng có phải là vì lý do chúng ta làm đúng hết tất cả, chúng ta không sợ gì. Đừng có vì lý do đó mà mình mở cái quyền ra cho một người khác. Cho nên đối với cái xã hội Hoa Kỳ, họ rất là giữ lại cái quyền bảo vệ vấn đề nó gọi là tư nhân, bảo vệ vấn đề nó gọi là giữ cái bí mật mà coi như là đời sống riêng cá nhân của mỗi một người. Họ không muốn cho phía ngoài thấy, mà cũng tốt thôi, là tại vì làm như vậy thì trong cái xã hội này á, có nghĩa là mình làm cái gì mình cũng không có phải sợ về vấn đề chính quyền họ để ý tới, họ dòm ngó tới. Nó khác cái vấn đề cái máy bay trực thăng hay là cái máy bay gần đây nó gọi là cái hovercraft, nó bay trên không gian, nó nhìn xuống cái phía sau vườn của quý vị trồng tôi nói trồng bắp cải thì mình đương nhiên không có bị sợ gì hết rồi. Nhưng mà khi mà trồng thuốc phiện này, là trồng những cái gì bất hợp pháp hay cái gì thì nó lại là vấn đề khác. Tại vì cái đó nó gọi là mở, có nghĩa là mình để cho người ta thấy, mình mở ra cái cơ hội cho người ta thấy. Thêm vào đó nhiều khi cái cửa sổ giống như là mình mở ra, mình không có che lại. Cái người sát nó về lý thuyết, người sát họ thể đi ngang qua vì tình cờ họ không phải cố ý, họ thấy nhưng mà họ nhìn qua cửa sổ, họ thấy một cái gì nó bất hợp pháp thì cái đó lại khác. Nhưng mà phần đông thì cái vấn đề cái quyền mà giới hạn cái người sát họ điều tra hoặc là họ coi qua vấn đề gọi là bằng chứng, họ bị giới hạn khi nào họ có giấy chắc tòa họ mới tìm kiếm thôi. Nào vô cái vấn đề, nói về vấn đề nó gọi là cá nhân và tự do thì anh em chúng tôi sẽ vô trong cái chi tiết của vấn đề một cái gia đình cá nhân, tại vì cái này nó hơi khác một tí. Là cái này mình không nói về vấn đề chính phủ mà mình nói về cá nhân giữa vợ chồng với nhau. Anh Huy à, cái trường hợp này xảy ra rất là nhiều. Anh chồng ông nghi, ông không biết bảo vợ có làm cái gì, ông lại để cái máy ông dò vào cái xe. Nào vấn đề nó hơi khắc khe một tí, là cái xe này của ông hay là xe của bà nó cũng rất là khắc khe. Thêm vào đó về vấn đề mấy cái phim để ở nhà, mấy cái đó là cái trường hợp đó là về vấn đề luật như thế nào anh Huy? Vậy như thế này, quý vị nên biết đó là theo luật gia đình đó, là nếu mà nhà của hai vợ chồng thì hai bên có thể dùng cái nhà của mình như thế nào mình muốn cũng được. Cái xe cũng vậy. Cái chuyện mà luật sư Khoa đề cập tới là coi như là nếu mà hai vợ chồng, bây giờ một người chồng đặt cái camera vô nhà rồi để kiểm tra người vợ hay là coi vợ hay người chồng làm cái gì ở nhà. Well, người chồng có thể nói, well, cái này cho cái sự an toàn của gia đình. Nhỡ trộm cướp vô thì ít nhất mình quay phim được. Hay là cái người babysitter nhỡ họ đánh con mình, cho nên mình phải gắn cái máy quay phim. Ngược lại, vợ nói là, well, hay là ông chồng nói, tôi không thích bởi vì cái này nó xen vô cái chỗ privacy của tôi. Thường thường đó quý vị, nếu mà quý vị dính trong hồ sơ ly dị, thì cái bước đầu tiên mà quý vị nên xin tòa đó, là xin tòa một cái lệnh cấm. Lệnh cấm là cái xe là xe riêng của mình, mình được độc quyền xài cái xe đó. Thì nếu như vậy đó là mình có thể xin một cái lệnh cấm là cái người đối phương, cái người phối ngẫu của mình không có thể gắn một cái GPS system hay là gắn một cái camera trong cái xe của mình. Bởi vì đã có cái lệnh tòa để bảo vệ mình rồi, để bảo vệ cái riêng tư của mình rồi,
thì cái đó là quý vị làm được. Thêm nữa, trong cái nhà có những vụ ly dị luật sư Khoa với tôi cũng trải qua, là mình có thể vô tòa và xin người tòa chánh án, đó là một cái lệnh cấm nữa, là tháo những cái máy camera xuống. Bên đối phương có thể nói là bởi vì lý do này lý do kia, nhưng mà phần đông đó quý vị, tòa nhiều lúc họ sẽ cho hay đưa ra cái lệnh cấm là hai bên nếu còn ở chung thì phải rút cái máy camera xuống, nếu không một trong hai người phải dọn ra khỏi nhà. Mình luật sư Khoa. Dạ vâng, cho nên cái quyền hành mà về vấn đề nói là sở hữu cái quyền của cái nhà hay cái xe cũng vậy. Cái đó là cái nhà của tôi, cái xe của tôi muốn để cái gì tôi để, tôi muốn để máy giò làm sao tôi để. Nhưng mà nó cũng lâm một cái vấn đề cái hơi nguy hiểm một tí, là trong cái trường hợp nó hơi đặc biệt, mình chưa có nói về vấn đề máy quay phim để nhà, thì đương nhiên là ở nhà của mình về thì có nghĩa là đâu ai cấm đâu, mình muốn để cái gì thì mình để. Hoặc là trong cái xe của mình muốn dò cái máy để mình biết và xem cái xe đi đâu, cũng là một cái phương pháp để giải quyết cái vấn đề là có cái xe để mình đi những nơi nào. Không khác thì vấn đề cái điện thoại thì nó hơi phức tạp một tí, là cái tiền điện thoại đó là của cái bill đó ai trả, ai là mua cái bill, ai mà mua cái điện thoại đó. Tại vì nếu mà cái người vợ họ mua cái điện thoại đó, tự nhiên mình để cái máy vô mình dò cái điện thoại thì nó cũng hơi là, có nghĩa là vấn đề này nó không có đúng trong phương pháp, tại vì cái sở hữu của cái điện thoại đó trên lý thuyết là cái điện thoại đó riêng của bà. Nhưng mà nói về vấn đề gọi là nó hơi đặc biệt một tí, là thí dụ giờ thì mình gài cái máy gọi là máy nghe đi, hoặc là cái máy thu âm mình để trong xe, mà lỡ thật sự cái chuyện đó có xảy ra trong cái vấn đề nó gọi là thật sự ngoài cái ý muốn của mình, nhưng mà nó lại không có thâu cái âm thanh của mình mà nó thâu cái âm thanh của cái người thứ ba, thì nó sẽ gây ra cái phức tạp rất là nhiều. Anh Huy à, thâu băng đương nhiên đồng bào chúng ta nghe rất nhiều chương trình luật pháp thì nghe nói là mình có quyền thâu băng, nhưng mà cái thâu băng nó cũng có giới hạn, phải không anh Huy? Dạ vâng, và thêm nữa mỗi tiểu bang khác và liên bang cũng khác đó quý vị, nhưng mà tổng quát đó là nếu mà quý vị thâu băng và thâu cái đối thoại giữa quý vị với bên đối phương hay những người trong cái cuộc đối thoại đó thì không sao, nhưng mà nếu mà quý vị thâu băng để đó và quý vị không có mặt, không phải là một những người trong những người mà trong cái đối thoại đó, thì cái đó nó gọi là wiretapping và unlawful hay illegal wiretapping, thì quý vị có thể vi phạm luật liên bang nè, luật tiểu bang nè, nó có thể dính líu vấn đề hình sự nè. Đừng nói cái gì mà nếu mà quý vị thâu băng mà bất hợp pháp như vậy, chưa chắc cái bằng chứng đó quý vị nói ồ mừng quá, bây giờ ổng khai là ổng có chuyển tiền về Việt Nam, hay là bả khai bả bán căn nhà, cái tiền nhà đó bả đưa cho bạn trai, chưa chắc cái bằng chứng đó nó tòa sẽ chấp nhận và được vô. Cho nên cái chuyện mà thâu băng quý vị cũng nên cẩn thận, quay phim ở nhà gắn cái camera quý vị cũng nên cẩn thận, bởi vì chưa chắc những cái bằng chứng đó là họ nhập vô, họ công nhận hoặc là nó đúng theo luật lệ hay hợp pháp được. Dạ vâng. Dạ, cho nên trong cái trường hợp về vấn đề nói là cái quyền của hai bên đối phương thì lúc nào nó có đó, là tại vì vẫn là vợ chồng chưa có kết thúc trong cái vấn đề nó gọi là cái vụ ly dị này, cho tới khi nào nó có giấy giống như án lệnh của tòa nói là vấn đề cấm cái này cấm cái kia thì mình phải theo thôi. Chứ ngoài ra về công thức thì là vợ chồng, tài sản của anh cũng là tài sản của tôi, nên trong cái phương pháp về vấn đề nó gọi là để những cái máy giò hay là những cái máy mà thâu băng hay là những cái vấn đề cái máy coi phim hay những cái đó thì thông thường là nó không có thành vấn đề. Nhưng mà giống như tôi với Huy trình bày là nó hơi đặc biệt một tí, là nếu trường hợp nó xảy ra ngoài cái ý muốn của mình mà nó lại gây ra cái vấn đề cái thâu âm của cái người thứ ba ở trong đó mà mình không có biết, mà thật sự mình cũng không có mặt ở đó, thì đâm ra sự sinh nó gây ra nhiều cái bất gọi là bất hợp pháp trong cái trường hợp đó. Tại vì nhiều khi có thể là hai người đang bàn tính với nhau về vấn đề nó gọi là buôn bán, nó không có liên quan tới vấn đề gì mà thật sự gia đình hết, thì cái đó không khác gì là có nghĩa là về vấn đề nó cấm trong cái vấn đề thâu âm của người thứ ba. Là trong cái trường hợp mà về vấn đề con cái thì nó cũng hơi đặc biệt một tí, là trong cái trường hợp mà nhiều đồng bào chúng ta nghĩ là ô mỗi lần mà nó xảy ra vấn đề xích mích nhau đó thì có nghĩa là cái người kia dắt đi là coi như là bắt cóc. Nhưng mà nó không phải đơn giản như vậy, là tại vì con cái cũng là con của chung, cho nên nói bắt cóc thì cũng chưa có phần phải đúng vậy không anh Huy? Dạ vâng, nhiều quý vị ai cũng có thể nói là người này bắt cóc, nhưng mà cái đó mình nói chung, nhưng mà theo luật lệ đó có phải rớt vô những cái điều kiện gọi hội đủ điều kiện gọi là bắt cóc hay không, chưa hẳn. Người cha có quyền lợi, người mẹ có quyền lợi. Nếu mà không có cái lệnh nào giới hạn hay ràng buộc đó, thì người cha có thể dẫn con đi chơi đây đi chơi đó, hay người mẹ có thể dẫn người chơi đi đây. Quý vị không có thể bóc điện thoại lên là ông này ông bắt con tôi rồi. Cảnh sát thường lúc mà họ tới họ sẽ hỏi có lệnh tòa hay không. Nếu không có lệnh tòa, không có hồ sơ kiện tụng thì họ sẽ nói là họ không làm gì được. Cho nên chưa chắc là cái đó là gọi là bắt cóc hay kidnapping. Mình được chứ Khoa? Vâng.
Cho nên trong cái phương diện mà của người cha với người mẹ thì cái quyền lợi nó đều có giống nhau hết, nó chưa có thay đổi cho tới khi cái tòa bắt đầu nó phán tạm thời. Đây tôi nói là temporary order, hay là trong cái trường hợp mà tạm thời tòa án nó cho quyền hành của một bên. Hoặc là khi nào nó kết thúc thì đương nhiên là về vấn đề cái ngày thăm viếng, cái ngày giữ săn sóc nó sẽ ghi rõ ở trong cái giấy án lệnh của cái tòa. Thì trong cái trường hợp đó là mình phải theo công thức đó, tại vì nếu mình ra khỏi ngoài cái khuôn đó đó thì trong cái trường hợp đó là có thể nói là bắt cóc. Nào đương nhiên trong cái giấy tờ nó nói là anh có quyền anh đón ngày thứ sáu, mà lỡ vì lý do từ hồi đến giờ không có ai nói về cái khía cạnh là anh đón ngày thứ năm, mà bà cũng không có nói gì hết, thì khi mà nó xảy ra cái xích mích đó cũng không thể nói là bắt cóc được, là tại vì sao, là tại vì từ hồi đến giờ nó xảy ra như vậy rồi, không ai phản đối gì hết, hai bên đồng ý hết với nhau rồi, có nghĩa là bà cũng đồng ý rồi. Nào ngày nào bà phản đối, bà bảo tôi không có cho ông đón tới ngày thứ năm nữa thì đón ngày thứ sáu, thì có thể là mình phải trở lại cái giấy của cái án lệnh của cái tòa gọi là lúc kết thúc đó, nó cho cái quyền hành thăm viếng là như thế nào và theo đúng cái công thức đó. Tại vì khi mình làm ra ngoài khỏi cái khuôn đó hoặc là cái phạm vi của cái vấn đề án lệnh của cái tòa đó thì có thể cái tòa nó sẽ trở lại nó phạt, hoặc là trong cái trường hợp nó về lý thuyết nó cũng có thể nó bắt tù 6 tháng nữa. Nhưng mà thường thường thì vấn đề mà nó xảy ra thì tòa nó sẽ phạt, nó phạt từ luật sư, nó phạt nó đổi thay đổi vấn đề thăm viếng, hoặc là nó có quyền nó thay đổi về vấn đề cái sự mà gọi là săn sóc con cái. Cho nên trong cái trường hợp mà về vấn đề mà khi mình làm không đúng cái án lệnh của tòa nó sẽ gây ra nhiều cái phức tạp sau này lắm. Nhưng mà anh Huy mà nói đi nói lại thì trong cái trường hợp đó, cái thăm viếng đó là cái khuôn thôi, nhưng mà nếu mà hai vợ chồng đồng ý ngoài khỏi cái khuôn đó có vẫn làm được không anh Huy? Dạ được quý vị, thực sự cái cuộc sống là cuộc sống của quý vị. Tòa ít khi họ xía vô, trừ ra nếu mà cái sức khỏe hay là tính mạng của đứa nhỏ bị đe dọa. Cho nên nếu mà trong một cái hồ sơ ly dị hay là vấn đề giành con hay nuôi con thì hai bên đều có quyền lợi giống nhau, và tòa thường thường tòa với luật tiểu bang nào cũng vậy, muốn thuyết phục hay muốn quý vị phụ huynh tham dự trong cuộc sống của con của mình. Cho nên thường thường tòa muốn cái sự quyền lợi của hai vợ chồng, hai cha mẹ đều là có chung tự tự như nhau. Về vấn đề thăm á, nếu mà hai bên đồng ý được, nửa tuần này là của cha, tuần sau của mẹ, hay là bây giờ có những cái phong trào cho những cái lý do là hai vợ chồng đi làm, có nhiều lý do đặc biệt, tòa nhiều lúc chia 50-50 cũng có, hay là hai tuần với người cha, hai tuần với người mẹ, rồi sau đó đổi lại mấy tuần sau. Cho nên cái visitation hay cái vấn đề thăm con đó, cái nào mà nó tốt cho đứa nhỏ và áp dụng được cho cái cuộc sống của hai bên thì tòa sẽ muốn như vậy. Còn nếu mà hai bên không đồng ý được thì tòa sẽ xử. Mà nhiều lúc tòa xử đó chưa chắc là cái giờ giấc mà quý vị muốn. Nhiều lúc họ dùng nó gọi cái standard possession, là theo luật lệ, nó gọi là default. Thì mà luật sư Khoa nói là standard possession cho người không giữ con là như thế nào? Vâng, thông thường cái công thức nó rất là về vấn đề đó rất là căn bản, là trong vấn đề nó gọi là thăm viếng là mình nói là ngày thứ sáu, là từ 6 giờ chiều thứ sáu cho tới 6 giờ chiều Chủ nhật. Tuần thứ nhất, tuần thứ ba, tuần thứ năm là có nghĩa là sao, những quý vị khán giả nào mà không có thời giờ ngồi đọc cái đơn đó mà tôi biết là đọc cũng rất là khó, tại vì cũng nhiều luật sư họ cũng không có thời giờ đọc cái đơn từng chi tiết nữa. Nhưng mà cái căn bản của nó là nếu mà nói về vấn đề thứ sáu, vào 6 giờ chiều thứ sáu cho tới 6 giờ chiều Chủ nhật là cái căn bản thôi. Nhưng mà có nhiều cái trường hợp rất là đặc biệt, đó là sau giờ đi học về ngày thứ năm rồi thả ra sáng ngày thứ hai đi học. Cái đó là đặc biệt, nếu quý vị có thể xin, quý vị sẽ được cái quyền lợi đó, là có nghĩa là sẽ đón sau khi mà ra khỏi tan học vào ngày chiều thứ năm, thả đứa em nhỏ vào sáng thứ sáu đi học, rồi bắt đầu đón em nhỏ sau học thứ sáu, rồi bắt đầu lại thả em nhỏ lại trở lại trường học vào ngày thứ hai. Nhưng mà nó là tuần thứ nhất, tuần thứ ba và tuần thứ năm. Là 1-3 năm nó tính sao, nó tính là nếu quý vị coi cái lịch trên cái lịch đó, quý vị sẽ thấy cái ngày thứ sáu nó nằm ở trong cái tuần đầu tiên đó, thì nó là tuần thứ nhất. Nó nằm trong cái tuần thứ ba của cái tháng đó, thì nó là cái tuần thứ ba, và nó nằm trong cái có tháng nó sẽ có 5 tuần ở trong đó. Cái ngày thứ sáu nó nằm ở trong vấn đề nó gọi là khuôn 5 tuần. Nhưng mà không phải là tháng nào nó cũng có 5 tuần, có nhiều tháng nó chỉ có 1-3 thôi. Nhưng mà nếu quý vị nằm trúng trong cái phong cái tháng mà nó gọi là 1-3 năm á, thì tới cái tháng sau đó nó sẽ nằm tháng thứ nhất lại một lần nữa, thì có nghĩa là có thể cái trường hợp cái người thăm viếng họ sẽ được hai cái cuối tuần liên tiếp, là tại vì cái tuần thứ năm nó nhảy qua cái tuần thứ nhất của cái tháng sau. Cho nên quý vị mở cái lịch ra mà quý vị thấy cái ngày thứ sáu nó nằm trong 1, 3 và 5 trong cuối tuần đó, thì là cái ngày đó là ngày cái thăm viếng của cái người mà gọi là không giữ em. Nào trong cái vấn đề nó gọi là
cái trường hợp mà của cái vấn đề mà gọi là những cái ngày lễ thì nó chia rất là công bằng, là sẽ có năm lẻ, năm chánh, hoặc là có cái trường hợp mà về vấn đề là những cái ngày lễ giống như là ngày ngày lễ tạ ơn hay là ngày lễ Noel thì nó sẽ chia ra làm nửa cái ngày lễ, giống như là trong ngày trong chúng vào ngày 25 tháng 12 giống như sắp tới này này, thì cái ngày thăm viếng đó, nó sẽ chia ra. Nếu quý vị coi lại cái giấy án mà coi như là kết thúc của quý vị đó, quý vị sẽ thấy là nếu mà trong lẻ đó thì quý vị sẽ có thể là từ cái ngày mà em nhỏ được nghỉ ra khỏi học cho tới 25 tháng 12, rồi nó lại đổi qua năm sau là có năm, nghĩa là có trường hợp là năm chánh là năm 2020 là năm chánh đó, thì quý vị lại được cái đuôi của nó, có nghĩa là từ 25 tháng 12 cho tới khi em nhỏ trở lại học. Cho nên về vấn đề nó gọi là năm lẻ với năm chánh nó sẽ chia ra, nó đổi ngược lại, quý vị nên coi cái đó. Nhưng mà nhiều khi nói thì nói như vậy thôi, tốt nhất là hai cha mẹ với hai bên đồng ý với nhau dễ dàng một tí để cho các con em của quý vị nó có cái dịp để có nghĩa là nó thăm bố mẹ hai bên và để nó ở lại, để nó được cái nghĩa sự là có nghĩa là tránh khỏi cái sự xích mích. Tại vì lỗi lầm này là của cha mẹ rồi, không phải là con cái, cho nên đừng có để nó khó khăn về vấn đề thăm viếng mà làm ra cái trường hợp nó rất là thực sự khó khăn trong vấn đề nó gọi là phải ngồi canh từng giờ, từng giấc và từng ngày để cho nó chính xác. Không thôi là hai bên vậy sai lầm. Cho nên tôi mong rằng về cái quyền nó đề ở trong cái giấy án lệnh nó đề đó thật sự, nhưng mà nếu quý vị mà hợp tác được với nhau để giải quyết được cái vấn đề cái sự mà bỏ qua nhau, cái xích mích lẻ tẻ đó, thì thật sự nó rất là có hữu ích cho những con em của chúng ta. Và mong rằng là thật sự nó không có gây ra cái phức tạp và cái khó khăn. Cái đời sống nó đã khó rồi trong cái vấn đề nó gọi là cái gia đình tan vỡ rồi, đừng có làm cho nó khó khăn con em của chúng ta bởi vì vấn đề tranh chấp nhau, chỉ vì vấn đề cái ngày cái giấc mà mình không có hợp tác được với nhau để cho nó giải quyết được cái sự mà nó rất là đơn giản, nó không có khó khăn cho lắm. Cho nên riêng về vấn đề cái quyền thăm viếng thì nó ghi ở trong đó, nếu mà không giải quyết được với nhau thì quý vị có thể trở lại cái khuôn mà cái giấy tờ nó ghi rõ trong đó. Nhưng mà ngoài ra thì hai bên vẫn có thể đồng ý với nhau. Nhưng mà đựng cái lợi là anh Huy à, gần đây cái tòa án nhiều khi ngày xưa thì mình xin tòa, tòa án không cho, nhưng mà nếu mà hai bên đồng ý với nhau tòa nó bắt buộc nó phải theo như vậy phòng anh Huy. Yes, với cái thay đổi với những người chánh án ở Harris County của mình ở Houston á, thì bây giờ những người chánh án họ có thể rộng rãi hơn chút. Trước đây có những người chánh án họ sẽ rất là nghiêm, là họ phải theo cái luật lệ, cái standard possession của tòa. Trước đây chúng tôi thấy mười mấy năm trước đây đó, nếu mà có một cái lệnh tòa nào mà chia 50-50, tuần này cho người cha, tuần này sau này cho người mẹ đó, có những người chánh án trước đây đó họ nói không được. Họ không đồng ý bởi vì họ nghĩ cái đó không tốt. Nhưng mà dạo này bởi vì có thể cuộc sống thay đổi, có nhiều cái điều kiện thay đổi, thì có những người chánh án họ chấp nhận. Và thêm nữa, nếu mà quý vị ra một cái mediation, một cái mediator, một người trung gian đó, họ có thể có một cái plan cho quý vị, thì tòa bắt buộc nhiều lúc phải chấp thuận theo cái vấn đề đó. Mình dạ vâng, rất là cảm ơn quý vị. Và chúng tôi rất là xin lỗi là thời gian chúng ta phải ngừng vô phần thông tin mại, và chúng tôi sẽ trở lại tiếp tục phần 2 sau khi thông tin thương mại. Xin quý vị chờ. Dòng sản phẩm nhân sâm mới lạ phù hợp với những ai muốn bổ máu, lưu thông máu và bồi bổ cơ thể toàn diện, điều hòa khí áp, phục hồi trí nhớ, hỗ trợ điều trị cho những bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường, tăng cường sinh lực cho nam giới và chống lại lão hóa ở nữ giới. Nhật Minh cùng Vinashop xin giới thiệu đến cho quý vị dòng sản phẩm cao cấp Cao Hắc Trâm Hàn Quốc, là dòng sản phẩm của Hiệp hội Nuôi trồng và Chế biến Nhân sâm Gunsan, được thành phố Gunsan bảo hộ về chất lượng thông qua các tiêu chuẩn quy định quản lý nghiêm ngặt của Viện Nghiên cứu Nhân sâm Quốc tế Gunsan, Viện Nghiên cứu Hoạt động với sự bảo trợ của Chính phủ Hàn Quốc. Với thành phần chiết xuất hắc sâm 100%, hàm lượng saponin lên tới 80mg/g, Cao Hắc Trâm Hàn Quốc Black Ginseng sẽ giúp cho chúng ta bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lực, giúp tỉnh táo, duy trì và phục hồi sức khỏe. Sử dụng rất đơn giản, hàng ngày bằng cách pha 1g sâm cùng với nước nóng hoặc lạnh, hoặc là quý vị có thể uống trực tiếp. Hãy dùng ngay Cao Hắc Trâm Hàn Quốc để có một sức khỏe dẻo dai và phòng ngừa bệnh tật và trẻ hóa làn da. Xin gọi 1-855-855-5888 để được tư vấn miễn phí. Thế
Khách hàng của tôi là một bệnh nhân đã từng dùng Nature Medic Fucoden trong suốt thời gian điều trị. Cô ấy không muốn phẫu thuật mà chọn Nature Medic Fucoden kết hợp với phương pháp điều trị khác. Cô ấy không bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ và tình trạng tiến triển tốt hơn. Bác sĩ cũng ngạc nhiên với sự hồi phục nhanh chóng. Cô ấy không bị mệt và có thể vượt qua một cách nhẹ nhàng. Sức khỏe tốt là sự khởi đầu hoàn hảo. Có sức khỏe là có tất cả. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng Fucoden có chức năng tăng cường hệ miễn dịch, kích hoạt chương trình tế bào tự chết, giảm tác dụng phụ của hóa trị và xạ trị, ngăn chặn sự phát triển của tế bào không bình thường. Nature Medic sản phẩm hiện đang có bán tại các đại lý. Vui lòng gọi 888-998-9788 để biết thêm chi tiết. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh Fucoden từ tảo nâu kết hợp với nấm thái dương Agaricus kích thích quá trình tự chết của tế bào ung thư trong cơ thể. Fucoden từ tập đoàn Fine Japan hỗ trợ ngăn ngừa ung thư, giảm sự hình thành khối u, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa các bệnh hiểm nghèo. Fucoden từ tập đoàn Fine Japan sản xuất tại Nhật Bản trị giá 80 Mỹ Kim. Mua 2 tặng 1, xin gọi 1-888-808-0168. Fucoden từ tập đoàn Fine Japan, yên tâm hưởng trọn cuộc đời. H-Mart, chợ lớn nhất Hoa Kỳ luôn có rau quả tươi sạch mỗi ngày. Mỗi buổi sáng chúng tôi có nhập các mặt hàng hải sản tươi sống. Hãy cùng cảm nhận sự thơm ngon, tươi sạch trong mỗi bữa ăn hàng ngày của gia đình bạn. H-Mart là ngôi chợ tuyệt vời của mọi gia đình. Libido Up với những ưu điểm vượt trội với 100% thành phần thảo dược cao cấp giúp bổ sung hàm lượng chất dinh dưỡng dồi dào cần thiết cho sự sung mãn của quý ông, giúp hỗ trợ cảm xúc, tăng cường năng lực, cải thiện khả năng điều tiết sinh học, lưu thông máu huyết, giúp thăng hoa và tăng thêm hương vị cho tình yêu gia đình. Với 100% các thành phần chiết xuất từ thiên nhiên được dùng trong y học cổ truyền, quý vị sẽ không sợ tác dụng phụ mà vẫn đạt hiệu quả cao. Chính vì vậy, Libido Up là sản phẩm đáng lựa chọn. Hoàng Thục Linh xin hân hạnh giới thiệu Hyaluronan Collagen Plus của Fine Japan. Hyaluron Collagen tái tạo, nuôi dưỡng làn da tươi trẻ và một mái tóc mượt mà khỏe mạnh. Đồng thời giúp làm khỏe móng tay, móng chân và giảm đau ở các khớp xương. Fine Japan Hyaluron Collagen, hương vị thơm ngon nuôi dưỡng vẻ đẹp từ bên trong. Fine Japan, tinh hoa Nhật Bản. Dược mỹ phẩm Dr. Vũ Cosmeceuticals giúp trẻ hóa da, làm căng da mặt, trừ tận gốc da bị nám, tàn nhang đồi mồi, mụn và mụn thịt bằng dược chất thiên nhiên. Tất cả những phương pháp mà có trên thị trường trước giờ trong y khoa nó trị đó là trị cái ngọn chứ không có trị cái gốc. Trị cái gốc là phải trị cái nguyên tắc mà cái mụn nó gây ra. Cái phương pháp để mà take care cái vấn đề mụn đó, nó là một cái phương pháp hoàn toàn nó mới. Cái dựa trên những cái khám phá mới của chính của chúng tôi là đã điều hòa cái hoạt động của cái tế bào da và làm cho tế bào da nó hoạt động, nó trẻ hóa và nó hoạt động lại một cách bình thường. Khi nó hoạt động cách bình thường, nó không tiết ra nhiều cái chất keratin nữa. Và do đó, đó thì cái lỗ chân lông nó không bị bít nữa, mà không bị bít nữa thì cái khởi đầu của cái mụn nó không xảy ra. Thì do đó nó trị được cái gốc cái mụn thịt, nó không phải là cái mụn, nó là cái bướu thứ mồ hôi đó. Concept nó làm cho cái hoạt động của tế bào da nó hoạt động bình thường, thành ra nó ngăn chặn, nó không cho những cái tế bào da nó mọc một cách bừa bãi, vì nó không có mọc bừa bãi nữa đó. Thành ra nó ngăn chặn cái gốc của mụn thịt. Tôi có nhiều mụn thịt sau khi dùng sản phẩm Dr. Vũ. Rượu giàu thì lời ra thì ít mà vợ la thì nhiều. Uống rượu mà không sợ say xỉn bị bà xã la thì nhớ mua dược thảo Next Morning để dành. Uống Next Morning sẽ chống say hôm trước, giả rượu hôm sau và bồi bổ gan. Sản phẩm bào chế tại Mỹ dành cho những ai hay thích lai rai rượu bia. Hãy gọi Vinashop 1-855-855-5888 để order sẵn cho mình một hộp dược thảo Next Morning. Uống rượu mà không say ta thiệt hay. Vòng eo càng nhỏ, tuổi thọ càng cao. Điều này chứng minh việc nhiễm mỡ nội tạng trong cơ thể là rất nguy hiểm. Fine Shape từ tập đoàn Fine Japan hơn 40 năm được quý khách hàng tin dùng sẽ giúp quý vị giảm cân một cách an toàn, nhanh chóng, lấy đi lượng mỡ thừa trong cơ thể, giảm mỡ nội tạng hiệu quả, không hề có tác dụng phụ. Fine Shape từ tập đoàn Fine Japan 79 Mỹ Kim, mua 2 tặng 1 tặng thêm một sinh tố xanh. Xin gọi 1-888-808-0168. Fine Shape từ tập đoàn Fine Japan, phương thức giảm cân an toàn.
Phytotonic với thành phần chính là hồng sâm 6 năm tuổi kết hợp với chiết xuất thảo dược, hoàng kỳ, gừng, táo giúp phục hồi tốt cho cơ thể suy nhược, kém ăn, chống mệt mỏi, những người làm việc quá sức, tăng cường thể lực cho người gầy ốm sau khi bệnh, đặc biệt cho những người cao tuổi, thể lực giảm sút, hệ miễn dịch kém, suy giảm trí nhớ, thải độc, giảm nám da ở phụ nữ, hồi phục chức năng gan và tăng cường hệ thống tuần hoàn. Phytotonic từ KGC là tập đoàn sản xuất hồng sâm được Bộ Thương mại Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc bình chọn là tập đoàn sản xuất các sản phẩm nhân sâm tốt nhất Hàn Quốc và được biết đến là sản phẩm hàng đầu về nhân sâm trên thế giới. Để mua Phytotonic hoặc các sản phẩm của KGC, xin gọi Vinashop tại số 1855 855 5888 hoặc vào website vinashoptv.com.